Đây đây lên sao đây, nhấc cái ấy lên này. Chuyển ông, chuyển ông. Đây sang tải nhá. Đâu à? Ôi, hơi xa nhỉ. Chỗ này đầy rồi. Cho bà cây dạ kia kìa. Ừ. Chung cái thùng đấy là à, tháo được mà, à, thùng đang lấy, đang dưỡng đàn. Tháo thế thì phải bỏ cái bàn đây nữa, phải bỏ cả cái này nữa cơ. Chắc cái thùng đấy đựng phấn hoa. Anh tới lên đi. Em đứng đây với là em lên. Thêm có trèo được không đấy? Thế có, em thế để chị đẩy đi cho. Bỏ đi thoại bà kê nhé. Đây đây. Cái nào nó khứa đấy. Vâng. Anh lên. Ui rồi cao này thì. Ừ, thấy gì không? Hai ba. Nặng à? Cái đấy chắc là phấn hoa nên là không nặng như mật. Mật nặng hơn đấy. Đấy những can phấn hoa nữa. Cái này chuyển lên luôn đi nhé. Chuyển luôn cả cái lên đi. Đâm. Lướng đi. Không cái ơi, cái đấy phải dỡ ra hết đấy. Mà dỡ ra đi. Cao thế nhỉ? Giống ở chân chị rồi. Mới rồi ấy, cây buộc ấy. Đây, hai đít xe. Nhiều lắm, đây nhiều lắm, có hết được không? Ui, cái đít xe đấy hoặc 3 giò. Hai à? Trông được 2 giò nữa không? Trông được 1 hạt, mới bên kia trông được 1 hạt. 1, 2, 3. Này là chân để thùng ong đây các bạn. Ôi ơi, mưa to quá rồi. Mưa to, sắp xong chưa? Gọn cái gì, vướng chân đi. Quay nhá. Đang mưa to quá các bác ạ. Hôm nay chuyển ong lại dính mưa to. Xe này mà đến Tuyên Quang thì chắc tầm 3-4 giờ sáng. Đợt này chuyển ong đi để chuẩn bị thu mật keo nha các bác nhé. Mưa đấy nhỉ? Mưa quá. Chuyển tải. ba trăm ong. Xe này chở được nhiều dươm đấy. Ừ, trong xe cũng còn nhiều đấy, để có hết được không? Hết. Cái can này không đấy thì treo ở sau cũng được. Ngày xưa toàn treo ở sau đít, mới treo trên nóc. Treo này nó lủng lẳng theo xe đấy á. Ừ. Rồi. Treo như chuyện mà nó đang hay đi bán can. Mưa to. Chết rồi. Đầu lại mình mưa chẳng gì. Anh ngồi. Ô mà trời ơi. Đây, ông chủ ong. Ông chủ ong
nhiều tiền nhưng nhìn rất là nhếch nhác. Đói. Cái gì nó vướng quá thì bỏ nó ra. Cái áo mà nó thêm, vướng thì cũng bỏ nó ra. Thêm trèo lên xe không muốn trèo nổi nữa mà. Béo béo quá. Không, nó bỏ thêm nữa. Thêm trèo lên cái đuôi xe của anh Trung này không muốn trèo được. Nặng mông. Nặng mông. Nghề này cứ phải đi ban đêm. Anh ấy đến Tuyên Quang là 3-4 giờ sáng. Không biết được chú ấy đặt chỗ nào, không chắc phải tầm đấy. Gần thành phố sao? Cái này thoải mái rộng rãi thật. Ô, cái thanh đấy để ra giữa đường quá. Ê, sao? Đây không? Luật. Thầy giáo đi trông học sinh, trực học sinh về. Cùng xe cao phết. Này chở đường nhiều ấy đấy, này chở nhiều dương đấy. Mày phải được trẻ. Mấy trăm quận? 500 quận. Chắc được 108. Ơ, đợt trước là mình chở 300 mấy chứ. 80 quận. Chắc chỉ thế thôi. 2816. 116. 180, 200 là cùng. Thế à? 200 thì được ít nhỉ. Sắp hết chưa lạ? Sắp hết chưa? Ồ, còn 15 thùng nữa à? Tầm đấy nhưng mà chỉ toàn phải 20 thùng. Hôm nay mà còn một đống trong này nữa mà. Không, còn nhiều. Một xe cũng hết. Cao quá nhỉ? Cao nhiều. Đây. Xe đầy rồi. Quá đầy ấy. Ai có một cái đèn đội đầu. May mà trời nó không mưa to lắm nhá. Để đây máu cho búa đi tự gìn ra nên rồi mất bùm phàng thường lên đó. Bao nhiêu thùng đó rồi? Chuyển ông đi Tuyên Quang rồi, chị Phật ơi, em quên mất ông quay chị rồi. Thấy sắp xong rồi, còn mấy thùng mấy đó nữa là xong.